chào mừng quý bà con đã quay lại kênh của gia đình rộng nhỏ Kim Tiểu Long và của Hoài Nha. Thì tối hôm nay anh Long sẽ uống cà phê ở Đà Lạt phố nha bà con. Uống cà phê tại Đà Lạt phố nha. Hôm nay anh Long và anh Bé Ly uống cà phê tối hôm nay để chia tay những anh chị bạn bè chiến hữu của anh. Đó, hôm nay là ngày cười tươi quá đúng rồi. Công chúa cười tươi quá bữa nay công chúa hết bệnh rồi cho nên là công chúa cười rất là tươi. Thần thái đã về, nó tóm lại là như vậy. Mà bà ngoại bà cũng vui nữa chứ không, mấy bữa nay tao nói bà nằm bà ngủ giống như là bà vui dập mới vô nước biển cho nên là vô máu hả. Bà ngoại nên vô mấy chai nước biển, mấy ngoại ba chai rồi, ba chai rồi. Hôm nay vô một chai nữa bữa này tươi quá nha. Hôm nay cà phê thì chỉ có ngày hôm nay rảnh nữa thôi, là cà phê với bạn bè, rủ MC nổi tiếng Lý Triệu Dân, ca sĩ nổi tiếng Trường Bảo, ca sĩ diễn viên điện ảnh siêu người mẫu là cao sĩ Hùng, rồi Nam Dương á là Hà Dũng, Nam Thần, Nam Đế Nam Rượu Đế nhiều nữa được đây hả. Nghe tên Dũng là biết mạnh mẽ rồi đó. Nam Rượu Đế đó có, đây là Nam Sức Đế Hà Dũng và Nam Sức Ghép cao sĩ Hùng. Ủa sao quay mà không nói gì chưa vậy? Thì mọi người nói thôi. Vô hỏi đồ rồi hỏi ta nè, để ta nói. Chủ yếu mọi người hỏi đồ được rồi đó. Nên nó chậm hơn nha. Chị Trang hơi nữa rồi đó. Chậm nhưng mà ta có duyên của chậm. Gọi cho cô ba mươi. Đâu mẹ hỏi ta, ta mới trả lời. Chào gái, chào em. Với mẫu Tung Trang. Đó, hôm nay gia đình sẽ có bữa chia tay. Uống cà phê. Tạm biệt mọi người. Đi mình hả? Để vài bữa nữa chúng ta đi lưu diễn ở Mỹ rồi chúng ta không có gặp nhau, hẹn chia tay vài tháng như vậy đó. Rồi uống gì, các bạn uống gì vậy? Đợt trời hai giờ dưới đi có tiêu đồ uống em ơi. Giờ có món gì ngon nhất? Đó, quán gặp bạn là Đà Lạt phố đẹp rồi con. Hôm nay rộng nhỏ Kim Tiểu Long Bé Ly sẽ uống cà phê ở đây có hôm nay để tạm chia tay bà con, chia tay mọi người. Hẹn 2 tháng sau mới quay lại nha. 2 tháng sau quay lại. Ủa, mẹ thân mình cũng dễ thương lắm nha. Con gửi gì vậy? Đó, cái gửi đi cho con rồi tốt. Cho anh cà phê sữa đá nha. Có chưa? Cà phê sữa đá phải sợ luôn nha. Quán này là anh Long hay uống nha bà con. Anh vô uống nha. Cho một trái dừa kem. Thì cho một cái kem trái dừa. Kem trái dừa. Kem dừa mà có cái gì á? Cái gì dai dai trên á. Bà ngoại uống gì ngoại? Bước đó dùng miếng dưa hấu cần ký. Cái gì nấy thịt dây dây dây. Kem kem ơi. Kem tươi mà bỏ gì dây dây hết trơn. Rồi có bọt cốt. Bọt cốt mà. Hay là cái bông cà rốt. Cái gì dây dây em không? Cái gì dây dây em không? Cái gì dây dây. Dạ, là đây là ca sĩ Tô Phương Trang nha. Tô Phương Trang dễ thương lắm nha. Bây giờ em có cái gì dai dai, cắt ra bỏ cho nó. Còn cái trái dừa bỏ dai dai lên đó. Trái dừa cho họ ta chém. Cái gì dai dai đó. Chế nó có cái gì dai nhất. Hiện tại là mới được nhiêu đây thôi nha bà con. Để bây giờ đang quay chi tiết mà tôi đi nói bậy nha. Đang quay chi tiết mà tôi không nói bậy được. Lên mặt cháu dễ thương vậy.
đó chị Yến Tử. Còn anh chị nào chưa kêu nữa không? Dạ, chưa kêu kìa. Anh ấy kêu rồi, cặp đôi của đá, đẹp trai ta kêu rồi. Cô uống gì? Uống chung hả? Mới 6 ly à anh ơi, còn vừa tươi anh. Trời, đâu có cái dòng này chiếc gì hay vậy? Mà sao nói dòng được nhỏ thì như vậy hay chị? Cô lấy gì chung cho con? Buổi tối thứ sáu nha bà con. Tối thứ sáu rất là đông người ở Đà Lạt phố nha. Đi qua đảo hát có bị mưa không? Dạ hơn lắm này. Không mưa luôn hả? Có những đảo hai ngày á, đảo trong mưa đó, không có lại mưa, nó vẫn có mưa. Rồi mà đấy chụp gió bôi mà ở trường này sao muốn đâu chị? Không có. Ngoài với bà nội khó chọn lắm hả? Chua. Bây giờ cho bà ly, bà uống cái này khỏe nè, cho ua đá, ua đá đúng rồi, cho ua đá, ok. Đang giấu mặt. Rồi, xin dắt clip ở đây nha bà con. Thì tí nữa có gì hay vui Hoàng sẽ quay cho con xem tiếp nha. Cảm ơn bà con luôn quan tâm theo dõi kênh của Sầm Nhỏ Sư Tiểu Long nha. Vậy mới có những vấn đề nó nói. Sau khi uống cà phê thì ghé quán chay trên đường Tô Hiến Thành ăn lẩu nha bà con. Đó, xe vừa mới tới nè, dọn bàn quán chay lẩu chay nha, đường Tô Hiến Thành nha. Con luôn hả? Gọi con luôn hả? Gọi gan vậy? Gọi tôi gọi nó bằng em. Ghé quán chay ở đường Tô Hiến Thành ăn lẩu nha bà con. Đó. Thì bọn tôi cũng bằng tuổi nó đó. Năm đi mấy đi, bốn mấy đó. Con đúng không? Bảo. Bốn mấy hai đi. Ngoại ngồi, ngoại. Bảo ơi. Để coi đúng không? Lẩu đường Tô Hiến Thành nha. Buổi tối rất là dễ thương nha. Đi ăn chay, đi ăn chay. Chay dài y ngắn. Hả? Chay dài y ngắn. À, ăn chay dài. Còn kia là ăn chay. Đâu này là ăn chay, chay. Chay nè, quán chay tại quận mấy hả? Quận 10, quận 10. Tối Thành. À. Này anh Long dẫn tôi ăn chay nha. Đó thì sau khi một khoảng thời gian chờ đợi thì món lẩu cũng ra nha mọi người. Đó. Dễ thương không? Hai người Linh. Dạo này làm như là mê Linh, Ken mê Linh hết hay sao hả?
hết gen rồi. Giỏi nè mọi người, giỏi nè. Đó. Lẩu, lẩu chai đó, ngon không? Lẩu đây là lẩu tự chọn nha. Lẩu tự chọn rau với lại tự phục vụ nha mọi người. Đây thì không hiểu chú Hoàng muốn làm gì hết. Lẩu chai, lẩu chai tự phục vụ nha. Lẩu chai nhưng mà lẩu chai buffet. Rau ăn thoải mái. Nước mắm với đồ chấm ăn thoải mái. Chấm là mình tự lấy luôn, ăn thoải mái, nhưng mà ba tàu hủ thì ăn có giới hạn. Nước mắm thì ăn thoải mái đúng không? Rau là ok, rau nước mắm là thoải mái. Ớt rồi đó. Đúng rồi, ớt thoải mái luôn. Cái trà đá có tính tiền không rồi. Đó, vô đây coi rau nè. Rau với đồ chấm là tự phục vụ nha bà con. Đó, rau với đồ chấm là tự phục vụ nha. Rất là nhiều món nha. Cả gia đình ăn rất là dễ thương nha. Thôi giờ thì chuẩn bị vô bàn ăn thôi nha mọi người. Chén đũa thì mình tự lấy luôn nha. Quán này đặc biệt như vậy luôn nha mọi người. Thì Hoài xin kết thúc video đây nha. Chúc bà con một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng nha bà con. Xin chào và hẹn gặp lại nha.